vậy là một sự việc xâm hại ở trong thang máy nữa lại xảy ra, và lần này nạn nhân là trẻ em. Cộng đồng mạng và đặc biệt là các phụ huynh và con nhỏ đang vô cùng bức xúc bởi những lý lẽ của người gây ra sự việc này. Hãy cùng chúng tôi phỏng vấn một vài phụ huynh để xem ý kiến của họ về sự việc này như thế nào. Mình là một người mẹ thì mình cảm thấy rất là bức xúc khi xem những cái hành động có thể nói là vô liêm sỉ của cái người đàn ông thực hiện với cả bé gái đấy. Tôi hơi bức xúc vì thực ra là nhà nào cũng có con gái. Sự ảnh hưởng của dư luận và cái video của cháu sau này sẽ ảnh hưởng cháu rất nhiều. Tôi là một người phụ huynh có con nhỏ nhưng mà nghĩa là tôi nghe cái bao biện đấy là tôi không thể chịu được và rất là bức xúc. Làm về pháp luật mà lại có thể có những cái hành động nó không thể nào tả được, mà một đứa bé con bé như thế mà nghĩa là người ta cũng có thể bột phát được lên những cái hành động như thế, thì tôi nghĩ là con người đấy pháp luật nên phải trừng trị. Điều đấy là không thuyết phục, và cái đấy là chỉ là bao che và ngụy biện. Tôi nghĩ cái này và pháp luật phải nên có một cái hình phạt rất là thích đáng. Càng thấy đáng phải lo ngại hơn nữa về tương lai cũng như là về cái môi trường của các con, bởi vì hành động xấu, kẻ xấu thì có thể đến từ mọi nơi, mọi lúc và có thể núp bóng bất cứ ai, cho nên là mình cần phải nâng cao cái kiến thức để phòng vệ cho các con nhiều hơn.